Ngày thứ tư xức thuốc cho hamster mà sao thấy cái da nó bong lên nữa? Hồi bữa hổm đã bong hết một lần rồi. Cái này là tốt hay xấu ta? Rồi khi nó thấy mình xức thuốc nó mừng lắm nha. Vuốt ngồi im ghe cho mình vuốt luôn. Mình thường chỉ nắm cho mèo, người ta kêu là phải cạy cái lớp bông hay là cạo lông nó đi. Mà con này cạy sao nó chảy máu quá. Không sức bằng bông gòn mà sức bằng tay luôn. Gớt cái da ra bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ không dám cạy. Ngồi im ghe cho xức thuốc à? Dễ cưng không? Chờ hồi lâu lấy khăn giấy thấm cho nó khô thuốc lại. Mà khi lật qua trời ơi trời, sức bằng tay nó rụng. Nó gớt miếng da nó rụng lông ra ngoài luôn á trời. Nhưng mà không có bị chảy máu hay là gớm máu như lúc trước nha. Rồi lúc này là thay cái chuồng, lót khăn giấy cho nằm. Thấy vậy thôi ăn mạnh lắm nha. Vừa thấy đồ ăn là ôi ôi nó nhào nhào thôi mà té. Đố mọi người cái món khoái khẩu của nó là cái gì? Đón xem. Có món này là không bao giờ còn với nó. Hướng dương. Nó ghiền hướng dương giả man. Bao nhiêu hộp hướng dương là quất hết toàn bộ. Còn nó lột hướng dương nè. Nửa Tết nhờ con này cắn cái vỏ hướng dương ra cho mình được nha quý vị. Sức một cái vỏ. Thấy ghê không? Biết cái bệnh con này có hết không nữa. Có khi nào mình đặt tên nó là đậu đỏ rồi cái da nó lúc nào cũng đỏ không? Hay là đổi tên đi. Nó cắn cặp trồ rồi sức hướng dương. Sức ra làm hai luôn. Khoai hướng dương quá nha. Hết bệnh đi. Hết bệnh sẽ đổi tên nha. Tại vì tôi thấy tôi đặt tên con nào là nó y pin như cái đó à. Coi mày thích ăn hạt hướng dương đúng không? Hết bệnh rồi ta đổi tên mày thành hướng dương. Được không bà con?